ý này nhá, mình không review ác nhá, cái ác này thì các bạn nhìn lên thì thấy rồi đấy nhá, nhưng mà mình chỉ nói là ở cái góc độ là cái thần khí này, thần khí này là rất đẹp luôn. Đây này, cái hiệu ứng là đang đả nộ nhá, đả nộ nhá. Đấy, siêu cấp thần khí, cái này là siêu cấp nhá. Chứ còn thần khí 119 thường ấy là không có cái đả nộ hay là giảm tốc ở đây đâu. Mà thần khí siêu cấp thần khí thì nó chỉ có hai hiệu ứng là giảm tốc hoặc đả nộ thôi. Nhưng mà các bạn nhìn này, đẹp không có góc luôn, không có góc chết luôn. Này. Nhìn cái đầu bò này, hai cái đầu này. Này có hai viên bi nó chạy phóng nó xoay vòng quanh này. Tất cả những thần khí khác không có cái thần khí nào có hai viên bi. Đây nó cầm hai cái thì thành bốn viên bi luôn. Đây này. Nó quay xung quanh cái đầu này, đầu dê hay đầu bò này, đẹp không? Đây là một trong những cái thần khí mình rất thích, nhưng rất tiếc là mình chưa, khả năng là cũng không có đủ điều kiện để mà làm cái siêu cấp thần khí này. Không phải là vấn đề về 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 ngân lượng nhé, mà là vấn đề là mình không chai được trong tử vong cốc đấy. Chứ bây giờ kể cả nhiều thằng đại gia vào mà không chai được trong tử vong cốc cũng chả có đâu, chả làm được thần khí đâu. Phải chai được tử vong cốc. Cái đó là điều kiện kiên quyết luôn đấy, còn những cái kia thì nó phải chờ event thì không nói. Còn cái này thì quá đẹp. Áo này không biết là gì, là bách khoa cẩm y thuộc tính này, màu sắc bố. Đẹp nhờ. Kỵ cũng siêu cấp này. Hai cái siêu cấp liền. Mê mẩn cái thần khí này. Ở đây mình cũng có, nhưng mà của mình nó đây 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 quên mất, của mình cũng có đây nha anh em xem rõ này. Nhưng mà của mình nó là cái thần khí 119 thường ấy. Thì 119 thường thì nó lại không có cái xác suất ra giảm tốc hay đả nộ. Nó cũng có cái viên bi ở đây. Nhưng mà vì nó không có xác suất ra giảm tốc hay đả nộ cho nên là cái thần khí 119 này nó bị phế. Nhưng mà siêu cấp thì nó khác. Siêu cấp nó nhìn anh em nhìn trời một vực gì. Ôm ngọc sáng lắm, như còn cái khuyên khuyên thiên sơn nhỉ, ôm ngọc nhìn trông nó chối. Cái khuyên này này, đây, anh em nhìn nhá, nhìn cái khuyên này này, đây này, ôm ngọc trông kìa, ốp ấy nhìn nó rất là chối luôn ấy. À. Cái này là cái thiên ẩn nhé, thiên ẩn đây là giảm tốc rồi đấy, giảm tốc mà lại nhìn đỏ đỏ, mặc dù là mình nó đang bốc là bốc viên huyền đấy, viên huyền nó ngoánh ngoánh như này, nhưng mà nó lại không phải là tím tím mà lại đỏ đỏ đỏ. Còn cái này thì thôi rồi, nó hỏa công đương nhiên rồi, nhưng mà nó đẹp. Cái áo này của nó mà màu đen nữa ấy, thì màu đen với màu đỏ hai màu đối lập ấy, thì nó cầm nhìn nó còn sát thủ nữa nha. Nếu mà mặc cái màu đen ấy, đây tôi thử cho công xem nhé, đây tôi thử này, cái áo này, này. Đây, áo này có mặc được không nhỉ? Này. Ô nó phải kích hoạt rồi. Thôi mất công tí chạy lên cho anh em chiêm ngưỡng tí nha. Đây. Cái này của tôi nó đang sáng, nó sáng gọi sáng xanh. Nó không phải là toàn màu đỏ như cái của ông kia, vì nó xanh là xanh của cái hư nhược, cái suy nhược ấy kìa, cái xanh xanh này này. Ai đấy, nhìn sát thủ không? Cái của tôi nó xanh nên ra là nó chưa ấy lắm, còn cái kia mà nó là màu đỏ ấy. Màu đỏ này thôi rồi. Đây là của tôi, nó màu xanh. Màu xanh này thì nhìn nó không, kiểu nó không đối lập lắm. Đỏ với đen ấy, thì nó đối lập nhất. Đâu nhỉ, cái áo của mình đâu nhỉ?